đầu à, đèo trang gạo hút gật cái đầu khen ngon. Đi đâu gì về mà ca hát nghêu ngao vậy? Chú đâu à? Trời ơi, tao hỏi mày mầm trả lời. Tao tính đi ra kiếm người mần cỏ đám ruộng của tao. Vậy hả? Ừ. Bộ đâu con vậy? Bên nhà đâm gạo ghệ con á, nay tắt đi à. Trời ơi, chạy vậy sẽ ôm mà ghê ghê rồi dữ mày. Trời, chú chê con. Con vừa đẹp trai, hiền lành, dễ thương, tốt bụng. Nói chú gái nó xếp hàng theo nườm nượp một cây số không biết đường lựa luôn á. Ôi, nó con câu chảnh là một tràng luôn rồi. Thiệt chứ bộ. Con nói chú nghe, năm gạo ghệ con hả? Nó cưng con như trứng ngỏng. Vậy, cưng như trứng mỏng, chứ không phải là như trứng ngỏng. Vậy hả? Thôi kệ đi, thì trứng nào cũng là trứng, miễn nó cưng con được rồi. Không được mày, không nói chữ thôi, nói mà nói cho đúng, hiểu chưa? Con giả bộ nói sai cho chú Tư sửa con chơi vậy mà. Sợ không mà. Nè, hào qua tao giữ vô hang. Rồi mà không có việc làm ổn định đó, mai mốt á, rồi con ghệ mày nó theo mấy thằng trai làng khác luôn, là đừng có hối hận à. Không có đâu chú Tư, chú đừng nói vậy. Ghệ con nó thương con lắm, nó chung tình lắm, không bao giờ phụ con đâu. Ừ, thì ta cũng mong vậy à. Thôi con về nghe chú Tư, để con hận cá nó ngợp nấu canh ăn không ngon. Ô trời đất ơi, con cá cái bầu này nhìn hấp dẫn quá mày. Đó chà, tao phải kêu bảo mua là làm đoạn cho tao bữa nay mới được. Lẹ đi chú, không thôi chợ tan á. Này cá nhà gạo nè, này bầu nhà gạo chồng nè. Thôi về trước nghe chú Tư. Đi đi. Đâu à, tôm nấu với ruộng hậu. Lâu gì chứ? Tôi nghe nè ông. À, tôi nè. Một lát bà đi chợ đó, bà mua một cái bầu với con cá lóc. Bà về bà nấu đồ ăn cho tôi bữa nay nha. Cái con cá lóc á, thì lấy cái đầu với cái đuôi đó, bà nấu canh bầu cho tôi nha. Bỏ tiêu vô, rồi bỏ hành khúc khúc vô. Còn khúc giữa đó, bà ướp cho thiệt ngon đi, kho tộ cho tôi ăn nha. Nhưng mà tôi... Cái tật hồi nào cũng không bỏ á. Đang bệnh mệt gần chết à. Không ai thuốc men chăm sóc. Không á thì sung sướng quá đi uống cà phê. Nhà với cửa, cơm với nước. Anh Xui hả? Nghe nói trong xóm mình đang đổ đường bê tông hả anh? Tôi chịu vợ lội vòng vòng giống có đổ tới đâu rồi nè. Rồi sao rồi? Cũng gần xong rồi. Chà, mới huy động con tuần á mà nhanh thiệt ha. Mùa mưa phải tranh thủ làm cho nó nhanh để mấy đứa nhỏ nó còn đi học nữa. Dạ. Với mấy ông bà già xóm mình à, lội tới lội lui rồi cho nó dễ. Già yếu hết rồi, lội mà đường mà không bê tông hết trơn chợt té cái má công đi đám nữa. Dạ đúng rồi anh hai. Đúng là có doanh nghiệp nhúng tay vô nhanh thiệt chứ. Chứ để mà bà con mà huy động vốn vô lâu lắm, làm sao xong cả sớm nổi. Biến tha lâu ngày cũng đầy ổ thôi. Dạ. Thôi tôi về trước à. Ủa sao tôi về sớm vậy? Chưa xong mà. Hẹn về ăn cơm với bà ngồi bà chợ nhà. Thôi qua nhà tôi đến xui. Có hù qua nhà anh làm gì? Dạ, bà nhà tôi đó, bà nấu canh bầu cá lóc đồng với lại cá lóc kho tộ ngon lắm. Chà, mấy món dân dã ăn mấy chục năm rồi mà bây giờ nhắc tới cũng phát thèm chứ. Dạ. Ăn hoài không chán nha. Dạ, mình đi anh. Nhưng mà không được. Ủa sao vậy anh? Tôi hẹn với bà Tư Măng về ăn cơm với bà chợ nhà. Lâu lâu bỏ bữa rồi có sao đâu. Trời đất ơi, anh Xu biết tánh bà Tư Măng mà. Bả mà bà giận lên một cái đó, cô có nước bỏ mùng như thúng bưng ra khỏi nhà luôn á. Trời, anh nói quá. Cô Hồng ơi, để tiền cà phê này tôi nghe. Thôi được rồi,
Dạ. À, tôi về trước ạ. Dạ, nay về trước. Ừ, để bác chờ. Trời đất ơi, lâu lâu mệt chui cơm mà không ăn. Mình về mình ăn chứ, nay đồ ăn ngon mà. Nè, bà, cơm nước gì cho tôi chưa mà sao không thấy dọn ra vậy? Tôi bệnh, tôi mệt quá. Ông ăn mì gói đỡ đi nghe. Ủa? Rồi, cái đầu cá lóc tôi dặn vào đâu, không có đâu. Tôi bệnh rồi, chưa nhờ. Có đi chợ được đâu mà nấu. Phải nãy mà tôi rủ anh Xu gì đi ăn. Mà không có vậy tôi mang nhục rồi. Thôi, ăn đỡ đi. Mai tôi khỏe khỏe, tôi đi chợ tôi nấu lại cái món canh bầu cá lóc cho ông. Thôi vậy cũng được, nhớ mai nấu nghe chưa. Ông chồng mắc dịch, không tự nhiên hôm nay đổi tánh đổi nết hay sao á, rồi đòi ăn cái món khó, cái món cầu kỳ. Mình đang mệt muốn chết luôn vậy. Má. Ủa, mới đi chợ qua hả con? Dạ. Má. Má. Bộ má không khỏe trong người hả? Ừ. Má sốt rồi tối đến giờ. Trời ơi, tôi không coi. Rồi má uống thuốc gì chưa? Má uống rồi. Chắc để từ từ nó hạ. Má. Hồi nãy con đi chợ con có mua miếng thịt nè. Ngon lắm. Để chút nữa con xuống con nấu cháo cho má ăn nha. Thịt nạc hả? Dạ. Ngon lắm đó ha. Thịt nạc thì kho tổ cũng được mà. Nó nói gì vậy? À, má nói với tía bày á, tự nhiên bữa nay á, cái đội ăn cái món canh bầu nấu với lại cá lóc. Ừ. Sao tự dưng nay tía khó tính vậy? Thì bữa nay chắc bất bình thường. Mà thôi kệ đi con. Lâu lâu ông thèm á, ông mới đầu rồi hơi chiều ổng bữa. Nào mà nếu không đủ 100% thì cũng cũng được 50. Chứ chợ xế chiều rồi còn ai bán cá đâu mà mua cho ổng. Bác, bác cần phụ gì không? Thôi, con ngồi chơi đi. Chừng nào về thì về. Để má nấu cơm cho ổng. Thôi, để con phụ má cho. Alo, đưa hết nghe. Cái gì? Nhậu hả? Bữa nay không có đi nhậu, bữa nay ở nhà. Nay ở nhà có mồi ngon lắm. Trời ơi, mới nói ở nhà còn hỏi nữa. Nhậu ở nhà, ăn ở nhà. Ừ. Trời đất ơi, chứ ông nghĩ có ai vô đây làm? Vợ tôi làm chứ ai làm? Ừ. Bà tốt kệ bà đi. Vợ tôi lo tôi chuyện bình thường mà. Thôi nha, mày mốt không có đủ nhậu nữa. Rồi, thôi, cúp máy à. Má, má còn cắt dày được chưa? Dày chút xíu đi con. Mỏng quá ổng chịu. Dày nữa hả? Ừ. Mà con để ý nha. Từ cái ngày mà con lấy chồng á, là con bắt đầu thấy tía khó tính khó nết hơn rồi đó. Ôi, con thấy vậy chứ má thấy ổng khó từ nào đến giờ. Chồng người ta hả? Ăn uống dễ thấy mà ham. Còn tía bay á, không có được vậy. Nè, giống như má nói nè, cái tôm khô nè, thay người ta nấu canh á, thì người ta chia rửa sạch, người ta đổ nguyên con vô người ta nấu, rồi là bỏ rau đồ vô nêm nếm là xong. Còn đằng này á, ổng ha phải bắt là rửa, rửa sạch rồi phải ngâm gì nè ha, ngâm gì là chưa đâu nha con, một lát là phải đổ ra cái cối á, giả cho nó nhuyễn nha, rồi xong rồi hả, rồi phải đổ dầu vô, bỏ tỏi vô, rồi xào tôm khô rồi xong mới nấu. Còn bầu á, nấu á,
thì người ta chích sắt ngang, người ta xẻ dọc là cũng xong. Đằng này không có, phải sắt khoanh nha. Mà cái độ dày là phải 0,5cm. Phải đúng 0,5cm. Ừ, rồi cái sắt sợi lại đó cũng là cái độ dày nó cũng phải 0,5cm. Rồi chưa đâu ha. Còn hành mà để nêm á, phải sắt cho nhuyễn, thật là nhuyễn, phải 0,1mm mới chịu đó. Dạ, yeah. Nhìn đây cơm canh bầu của cơm nóng canh nóng. Trời đất ơi, ủa cá lóc đâu? Bà nấu món này món gì vậy? Thì canh bầu nấu với tôm khô, còn cái này là thịt kho tộ. Ai kêu bà nấu món này? Thì ông kêu tôi nấu canh bầu với cá lóc, không có cá, sẵn có tôm khô á thì tôi nấu, còn thịt này thì nhái nó mua qua đó. Trời đất ơi, tôi dặn bà là có cái lóc đó là cái đầu với cái đuôi, nấu canh bầu cho tôi, còn khúc giữa bà kho tộ. Tự nhiên giờ đi đổi món là sao? Bị sáng giờ á, tôi sốt quá nên không có ra chợ. Thành ra sẵn có tôm khô nè, tôi nấu với tôm khô. Rồi sẵn rồi có nhái đem thịt qua, tôi làm món này thôi. Có gì ăn cái đấy, thông cảm đi nha ông Tân. Thông cảm gì mà thông cảm? Lâu lâu thèm ăn có một bữa à, chứ phải ngày nào cũng hành bà đâu. Có nhiều đó mà làm cho chồng ăn cũng không được nữa. Nè, không ăn á thì nhịn đi nha. Tôi đang bệnh mà cũng phải lết dậy nấu trong mâm cơm này nè. Không được cái lời nào ăn ủi, còn chê với khen nữa. Trời, ở đây còn trả treo tôi nữa. Tôi không có trả treo, tôi chỉ muốn nói rõ cái suy nghĩ của tôi cho ông hiểu thôi. Tôi là vợ, cũng là con người, vợ của ông, chứ tôi không phải đầy tớ của ông. Mà ông sai vặt tôi. Nè, tôi không có sai vặt nha. Tôi gọi điện thoại tôi nhờ hẳn hoi à. Thôi, tôi không cãi dòng nữa. Bây giờ ông không ăn đúng không? Không. Ông đừng hối hận nha. Không hối hận. Đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi. Ba, mẹ. Mẹ, ba ăn miếng cháo rồi uống thuốc cho khỏe nha. Để đi, một chút nữa má ăn. Chứ giờ má nuốt chưa có nổi đâu. Xin lỗi má nha. Má bị bệnh nặng vậy mà sáng nay cũng mới biết. Bệnh á thì cũng không nặng gì mấy, nhưng tức tía bay nó mới làm mệt thêm. Má tức tía làm gì cho ảnh hưởng tới sức khỏe của má. Má ăn cháo đi, lát nữa còn đưa má về bệnh. Không, má muốn nhìn thấy mặt ổng. Người gì đâu mà gia trưởng vũ phu. Ba nói cái gì? Đi đánh má hả? Không có. Ổng làm sao mà dám đánh má. Vậy chứ sao má nói tí vũ phu? Câu nói vũ phu á, tại má sẵn miệng má nói luôn thôi. Nhưng mà con thấy có mấy khi má cũng dữ dằn với tía lắm á. Thì tại lâu lâu có dịp mới lên giọng với ổng. Chứ bây biết tánh ổng rồi đó, dễ gì mà ổng cho ai dữ hơn ổng được à. Thôi, bỏ qua hết đi. Giờ nè, má ăn miếng cháo, xong cái từ từ hai má con mình khuyên tía nha. Ăn miếng cháo thôi. Mày nhắm mày khuyên nổi con người bảo thủ đó không? Tí kiếm má. Nhưng mà ổng có hỏi á, là nói má không có ở đây nghe không? Nghe đi. Dạ. Dạ, alo con nghe nè tí. Có chồng con ở nhà không? Dạ không, chồng con đi ruộng rồi tí ơi. Có cái bà nào tên là bà Thư Ếch bên nhà con không?
đây không có bà nào là bà Tư ớt hết á. Con biết rồi, để có gì á con khuyên má rồi con đưa má về bển nghe. Tiện biết rồi, tại vì tao sợ quá đi lạc mà không, tụi bay đang báo tiệm biết không. Thôi tôi giúp má nha. Dạ con biết rồi. Anh Xui hả? Có cà phê Xui? Ngày cũng hai cử điều hả anh Xui? Bả nhờ đi mua cho bản ly cảm giác, sẵn quốc ly cà phê cho thức chơi vậy. Coi bộ anh cũng cưng chị Xui dữ hen. Trời đất ơi, vợ không cưng cưng ai, dứt vợ gì trời mà anh Xui. Dứt vợ gì trời cũng tùy người thôi chứ anh Xui. Anh cũng ngày hai cử điều điều chứ gì. Buồn buồn đi chơi thôi, chứ đang sốt ruột mà, uống cà phê chỉ cho nó sai. Ủa giờ này chưa ăn gì hay sao còn sốt ruột? Cả ngày nay có ăn được gì đâu. Trời Phật ơi, sao không ăn? Thì cái chuyện ngày hôm qua đó, tối hôm qua đó, tôi mời anh về nhà ăn cơm. May là anh không tới đó, chứ anh tới là coi như là tôi băng nhục luôn rồi. Ủa sao kìa, tôi qua nhà anh sao anh băng nhục? Ý của tôi không phải vậy. Ý của tôi nói là hôm qua đó tôi dặn bà nấu canh bầu cá lóc, mời anh tới nhà ăn. Cái bà không nấu, bà là bà bệnh. Có gì đâu, một bữa ăn mà, chỉ bệnh mà. Rồi bà mới hứa tôi là trưa nay nấu nè. Rồi chỉ hứa bữa nay chỉ nấu rồi xong ở nhà ăn, rồi than sốt ruột. Có nấu, nhưng mà bà nấu canh bầu với tôm khô, với thịt heo kho tộ. Đâu có đúng đâu ăn. Ngộ quá, thì chỉ cũng có nấu cơm cho anh đàng hoàng, anh không chịu ăn, rồi bây giờ anh than đói. Nhưng mà nó không có đúng ý của tôi. Hôm qua tôi gọi cho bà, tôi dặn kỹ hết trơn rồi, là thêm ớt, thêm tiêu cái này nọ, rốt cuộc phải làm rớt quớt à. Sao ăn? Tôi thấy trong vụ này á, anh Xui mới là người ngộ nghe. Ủa sao ngộ? Sợ là sợ bà không nấu, chứ bà đã nấu rồi, thì nấu gì ăn cái nấy đi. Anh khó khăn chứ gì? Cái đó bậy đó. Mà tôi làm gì đâu bậy? Lâu lâu thì tôi mới nổi hứng thèm ăn vậy. Bác cũng phải chịu chồng chút chứ. Dù gì tôi cũng là trụ cột trong nhà mà. Tôi là chồng của bà mà. Chồng chứ đâu phải ông nội đâu. Câu này bác cũng nói tôi hoài. Bà nhà tôi bà cũng nói hoài à. Bà như đàn bà nào cũng nói câu nãy chứ đó. Nhưng mà anh Xui ơi, mình làm chồng mình cũng phải biết thương vợ. Mấy bà nói vậy đó, chứ mấy bà thương mình dữ lắm. Vợ chồng ăn ở nhau cả đời, chứ đâu phải ngàn bữa đâu. Tôi không biết vậy. Biết vậy sao không chịu làm? Lâu lâu tôi cũng nổi hứng tôi thèm ăn vậy. Ai ngờ đâu mà giận, bỏ nhà đi luôn à. Trời đất ơi, tôi chỉ đi đâu? Nghe đâu đi qua bên nhà nhái với cọ bệnh á. Thôi thôi thôi, làm ơn lật đật qua bên đó đó, năn nỉ rồi rước bả về giùm tôi cái. Tôi nói bả giận mà bả bỏ nhà đi luôn một cái ngang. Bầu luộc không có mà ăn chứ ở đó mà canh bầu nấu cái cá lóc cái gì. Ủa, tôi không biết nấu tôi ăn hả? Thiệt tình nhá, tôi thấy vợ chồng anh ngộ thiệt. Gây đó rồi làm quề đó, rồi gây chi cho nó mệt vậy? Chuyện gì nữa đây? Bạn đi cho nóng. Mắc gì tôi phải ăn? Thôi mà, bỏ qua đi. Tôi biết lỗi rồi, đừng giận tôi nữa mà. Chuyện gì? Tôi không hiểu gì hết trơn. Thì tôi bực bội. Đã vậy mà đặt giận nữa, chứ là cho đi luôn á, cho chưa? Té, té. Ủa, nhái, cái gì vậy? Tía, tía đi qua nhà con, tía xin lỗi má đi tía.
làm gì tao phải xin lỗi bà mày? Trời đất ơi á, có con tô canh bầu à, mà tí với má cũng gây lộn cho được nữa. Để tôi nói mày nghe, cái tô canh bầu cá lóc chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Phải không? Mày biết đánh bà mà. Bà có chịu nhịn tao không? Tao nói một bà cãi mười. Chuyến này nè tao cho bà đi luôn, cho biết thế nào là lĩnh của chồng. Tí với má sống với nhau mấy chục năm trời rồi, cơm tí ăn á, má cũng nấu, đồ tí mặc á, má cũng giặt. Không lẽ vậy mà tí mới hiểu tính tình của má nữa hả? Chứ ba có hiểu tính tình của tao không? Hả? Tao kêu nấu cái gì thì nấu cái nấy đi, mày đặt cãi chi? Thì tại má bệnh, má có đi ra chợ mua cái lóc được cho tí đâu. Bệnh cái gì? Hổm rài má bệnh mà má không có nói với tí á. Thiệt không? Dạ thiệt. Tí, tí có nhớ cái vụ mà của cái bà sắm trên không? Ừ, bà tự ụ hả? Đúng rồi, đúng là cái bà đó đó. Bà cũng y xì má luôn. Bà bệnh, bà cũng không dám nói với chồng với con. Cuối cùng sao? Bà bị co giật, phải đưa vô bệnh viện luôn á. Bởi vậy con sợ má giống vậy á, con phải chạy qua con kiếm tí. Rốt cuộc bà bị bệnh gì? Dạ, má bị cảm sốt đó tí. Cảm sốt? Rồi rồi, mày mua thuốc cho má mày chưa? Nhưng mà con có nấu cháo cho má ăn rồi. Giờ má đang nằm ở nhà con má nghỉ á, con tranh thủ chạy đi con kiếm tí liền luôn. Ừ. Úp tí, tí đâu vậy? Thì tí đi mua thuốc cho má mày. Mối hoài, để tao đi mày đứng cứu tao quay. Tôi xin lỗi bà, tôi vô tâm quá, tôi không biết bà bệnh. Tôi không sao, tôi cũng thấy đỡ nhiều rồi. Thật ra đó, từ hồi chiều giờ tôi cũng suy nghĩ. Ông suy nghĩ gì? Nếu một ngày nào đó trong cái nhà này mà không có bà thì tôi... Chà, bữa nay ăn trúng gì mà sao nói những lời... Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm rồi, đáng lẽ là tôi không nên vì cái tô canh bầu vậy mà làm khó bà. Bình thường á thì tôi cũng đi mua cho ông, chứ tôi đâu có tiếc gì có con cá đâu. Hơn nữa vợ chồng già sống với nhau lâu năm rồi thì có những lúc á có cái sự cãi giả qua lại, nhưng mà mình phải suy nghĩ trước khi nói, chứ đừng có nóng giận quá rồi cái buông ra những lời khó nghe. Ông á, ông cũng đừng buồn tôi, tại tôi bệnh trong người á thì tôi cũng có những lời lẽ không phải với ông. Ông cũng đừng buồn tôi nghe. Thôi buồn gì nữa, sau khi bà nói tự nhiên tôi thấy nhẹ lòng ghê luôn á. Thôi thôi thôi, bạn cháu đi, nó ngủ hết bây giờ, hấp đi. Chính đài tôi nấu nghe nè, hồi xưa là chỉ có Thị Nở nấu cho Chiếc Phèo tôi đó, chứ không có chuyện mà giờ Chiếc Phèo nấu cho Thị Nở đâu à. Cháo ngon quá ông. Ngon hả? Trời, bữa nay mình làm bếp cũng ngon hết chứ. Nè, tôi còn nấu ấm trà gừng dưới á, một lát bạn ăn xong đi tôi xuống tôi rót trà gừng cho bà uống. Ừ, ăn đi. Chị ơi, cái gì vậy? Chị cho tôi gửi lòng chim vào đây nha chị. Tôi từ xa mới tới, mà tôi có công chuyện gấp nữa, cho nên tôi đem theo nó không có tiện. Tôi đâu biết cậu là ai đâu. Với lại tôi đâu biết chăm ba con chim cò này. Còn không mấy chị coi có ai đây á. Được, chị bán giùm tôi luôn đi, giá là 2 triệu. Chứ giờ tôi mang theo nó, tôi sợ nó chết á, tội nghiệp cho nó. Ở cái xẻ lá này có mấy người rành chơi chim chứ, sao tôi bán được đây? Thôi thôi thôi, đem đi đi, đem đi đi. Chị ơi, chị cho tôi năn nỉ, tôi nói thiệt đó. Tôi cho chị 300 ngàn tiền hoa hồng. À, mà con chim này nè, nó cũng dễ ăn lắm. Hết đồ ăn trong lòng rồi, chị cho nó ăn chuối, ăn trái cây gì cũng được. Có gì sáng mai tôi quay lại lấy. Thôi thôi thôi,
Lỡ nó chết ai chịu trách nhiệm đây? Đã lỡ nó chết thì thôi, chứ tôi để ở đây nó còn có cơ hội mà sống. Chứ giờ nó đi theo tôi á, nó chết chắc. Cậu làm cái gì mà cậu không lo cho nó được? Chuyện già lắm chị à. Chị cho tôi gọi nó ở đây đi. Thôi tôi đi nghe nha chị. Tôi đi nghe. Cảm ơn chị nhiều. Ê ê, cậu kia. Trời đất ơi, tự nhiên giờ dính với ba cái chim cò này nữa. Cái quán chưa xong nữa, chim với cò nữa. Chị quyết liệt lên nó mới ra mồ hôi chứ. Dạ, vì đây mát quá trời luôn tí rồi. Ừ, không khí nông thôn này trong lạnh lắm con. Hít thở rồi vô quyết liệt coi. Trời đất ơi, đứng dậy con. Ôi trời đất ơi, chết rồi. Dạ tí rồi. Trời đất ơi, có sao không? Tôi đau quá. Ôi, chảy hết rồi. Chảy mà không có cái gốc này nè. Trời ơi, ba ngày nó còn đi đóng phim rồi đó tía. Thôi chết rồi. Đi vô kêu má mày nấu nước muối ngậm vô. Dạ dạ. Từ từ thôi. Chim ơi chim, chim bình yên, hót nữa đi, hót nữa đi. Tôi yêu chim, tôi mến chim, vì mỗi lần chim hót tôi vui. Nè nè, ăn đi con, ăn đi con. Đè. Chị ơi. Dạ. Cho tôi một ly đen đá, ít đường nha. Bỏ vào ly nhựa cho đem đi đấy. À, dạ dạ, đợi em chút. Đây, cà phê của anh đây. Ủa chị cũng chơi chim à? Trời ơi, tôi biết gì chim cò mà chơi. Của người ta gửi bán đó. À thế à, con chim này nhìn đẹp đấy. Nhìn cái đuôi kia là tuyệt vời, chim này. Này, chị bán bao nhiêu nhỉ? Anh tính mua hả? Ờ, tôi mua đấy. Người ta gửi bán 2 triệu. 2 triệu à? Thật đắt thế nhỉ? Nhìn thì thích đấy, nhưng mà hơi đắt thì chị bớt tí đi nhá. Trời ơi, có phải của tôi đâu mà bớt, của người ta gửi mà. À thế thôi, thôi được, để tôi mua nhá. Dạ. Đây, tôi thấy thích đấy, con này là được, con này chim này tốt lắm. Hót hay lắm anh ơi. Đi gửi chị. Cảm ơn anh. Tôi nói thật với chị, tôi là người vùng ngoài. Dạ. Nghe giọng nói của anh á, thì biết anh cũng là người vùng khác rồi. Tôi vào đây tôi tìm mua mật gấu ấy. Ồ. Ừ. Mà chị có biết ở đây có ai bán mật gấu thì chỉ cho tôi. Tôi mua được thì chị cũng có tiền cà phê thôi. Nhưng mà ở đây làm gì có mấy cái đó để mua. Không có đâu anh ơi. Không có à? Dạ. À, thôi được, chào chị, tôi về nha. Dạ. Cảm ơn anh. Ông nói con chim này không phải chim bình thường. Cũng đúng, chim quý mà bởi vậy tới 2 triệu lận. Đây, 300 của chị tiền công. Cảm ơn cậu. Có mật gấu rồi hả? Giữ đó cho tôi nha. Tôi cho người qua lấy liền. Vậy ha. Ủa, cậu là người ở vùng nào á? Có mật gấu vậy? Tôi có thằng em trai ở Tây Nguyên. Thỉnh thoảng mấy thằng bạn của nó săn bắn được ít đồ, gửi xuống đây cho tôi bán. Quán chị rộng mà sao vắng khách quá vậy? Không mấy tôi với chị hợp tác làm ăn đi. Thì tôi gửi hàng cho chị bán thường xuyên, chị có thêm thu nhập, đúng không? Nhưng mà mấy cái hàng của cậu á, tôi thấy đây dân nó có chuộng. Chị ơi, chưa gặp phải người thôi. Mà đúng người cần mua rồi, bao nhiêu họ có mua, họ muốn cái rộp liền à.
Mà tôi nói chị nghe nè, hàng của tôi là hàng xịn, không phải hàng nhái. Hàng nguyên chất 100% á chị. Xịn như ly cà phê của chị nè. Thôi được rồi, bây giờ á, cậu đem xuống đây tôi bán thử cho. Nhưng mà hên xui nha. Sao hên xui hoài vậy chị? Vậy để tôi gọi người nhà Lâm tới nha. Chứ nhà tôi xa lắm, tôi về đó không có tiện. Cậu ở đâu xa tới đây mà tự nhiên sắp chim xuống đây làm chi vậy? Rồi hả, không có giữ được mà đi gửi cho tôi rồi nhờ tôi bán giùm. Rảnh thiệt. Tôi tính mua chim về chơi. Vừa mua xong thì có điện thoại nhắn tin là bạn tôi bệnh, nên tôi tức tốc chạy bệnh viện thăm nó coi ra sao, nên tôi không tiện đem theo nó. Vậy thôi tôi đi nha. Có gì tôi mang hàng tới cho chị sau. Cái người này nói vấn đề này sao mình nghe nó mơ hồ quá ta. Đó giờ mình đâu có biết về ba cái vụ mật gấu này, không biết có làm được không. Nhưng mà quán mình á ế ẩm, hay là mình bán thử coi sao. Mình đâu có tốt vốn gì, giờ ông đem tới mình bán được thì mình lấy tiền, còn không bán được thì thôi, mình cũng đâu bỏ vốn gì đâu. Có chí làm quan, có gan mới làm giàu. Làm thử coi sao. Ủa, cô Hồng. Ủa, Thắng Tà. Bữa nay quá không bán thì cô Hồng đi đâu vậy? Cô Hồng đi công chuyện chút. À, mày muốn mua gì hả? Con tính qua mua cà phê cho tía con, mà cô không bán thì thôi con qua quán khác con mua. Trời ơi, mày về đợi tao chút xíu đi, tao về liền hả? Đi con chút à. Nhanh không? Ê, cái chân mày làm sao bầm tím hay ghê vậy? Quýnh lộn hả? Đánh lộn cái gì cô Hồng. Qua con tập thể dục, con té hồi nãy vô cục đá đó, giờ chân nó sưng bầm nhức muốn chết luôn. Trời ơi, cái này á là bị ngoài da thôi, nhưng mà nó bị bầm lắm rồi, chứng tỏ là nó bị không có thông. Hả? Ê, cái này mày mua mật gấu bôi vô tan liền nó bầm, hay lắm. Mật gấu trị mấy này là hay, là nội thương là hay lắm á. Thiệt hả? Trời ơi, chứ mày không nghe cái câu người ta nói à... Câu gì mình mới học được nè ta? Thông. Thông, không có thống. Là sao? À, thông bất thống. À, thống bất thông. À, có nghĩa là nó thông thì nó không có đau. Mà khi nó đau, có nghĩa là nó không có thông. Cho nên mày bôi mật gấu vô nó thông liền, tan liền. Trời ơi, cô có rành gì mặt gấu không mà cô nói như đúng rồi vậy? Mệt mày quá à. Mày lên mạng mày tra mày coi hỏi coi. Mày sao hả, thanh niên mà không biết coi bả vụ đó trơn. Tao hả, tao còn rành hơn mày nữa. Mày thiệt á. Thì con cũng nghe nói là mặt gấu tốt dữ lắm. Ừ. Nhưng mà trời ơi, con thanh niên mới lớn rồi mạnh ù ù luôn à. Có gì đến nổi đâu mà phải tìm hiểu tới mặt gấu làm chi con. Nhưng mà bây giờ biết rồi đó. Mày mua về mày bôi liền đi, giờ nó mau tan cái xong cái hết bệnh cái đi đóng phim nữa. Mật gấu ở đâu? Ai bán? Cô không có, còn bán cho. Hả? Bây giờ cô bắt đầu chuyển qua kinh doanh tới mật gấu luôn rồi hả? Trời đất ơi, cô phải tìm hiểu nguồn gốc lấy mật gấu ở đâu đó nha. Lấy bậy bạ mật gấu giả là chết người đó. Mày yên tâm đi, tao bao xài luôn. Đây, 5 hũ mật gấu tôi đưa cho chị nè. Nếu chị bán hết số hàng này á, tôi sẽ gửi chị 2 triệu đồng tiền hoa hồng. Mà nếu người ta mua lẻ đó thì chị bán cho tôi là 4 triệu một cái là ngang. Mà nếu người ta mua hết số hàng một lúc luôn thì chị bán cho tôi là 19 triệu rưỡi, vậy là được rồi. Biết rồi. Bữa có người hỏi mua mà đâu có hàng, tôi đâu dám hứa. Vậy hả chị? Người ta mua nhiều không chị? Một người á thì mua một ống, còn cái người kia thì hên xui không biết có quay lại không nữa. Tại tôi đâu có ngờ có hàng đâu.
Vậy chúc chị mua may bán đắt nha. Biết được có duyên, chiều nay người ta ghé lại uống cà phê của chị hay sao? Tôi bán giùm thôi đó. Hên xui rồi nha. Cà phê ngon quá. Thôi tôi đi nghe. Biết vậy, hôm bữa xin số điện thoại của cái ông muốn mua mật gấu này. Tía, trời Phật ơi, cái chân bữa nay sao rồi? Dạ, cũng đỡ nhiều rồi tía. Mà chân cẳng vậy, ba ngày nữa sao đi quay phim? Tía đừng có lo, con mới mua mật gấu về xài á, nghe nói công dụng của nó tốt dữ lắm. Mật gấu đâu mua? Cô Diễm Hồng bán á tía. Trời đất ơi, bà Hồng có lấy đâu ra mật gấu qua bán cho con? À, cổ nói á, là cái đó cổ bán giùm cháu cổ trên rừng gì đem xuống á, nên nói là mật gấu thiên nhiên, công dụng nó tốt dữ lắm. Bà này bà nói sao đâu á mà. Ủa tôi tính đi đâu vậy? Đi qua hỏi bà Hồng có mật gấu đâu bà có. Mật gấu bây giờ đâu phải dễ kiếm đâu, người ta đang cấm mà. Cái vụ này á, đáng lý ra tôi đi qua đây hồi sáng lận, nhưng mà tôi có khách tôi ở lại, tôi tranh thủ vấn này tôi qua gặp cô nè, tôi hỏi cho ra lẽ. Dạ. Cái này bao nhiêu tiền? Dạ 4 triệu anh hai. Sao mắc dữ vậy? Trời ơi anh hai ơi, đồ tốt phải mắc chứ, nhưng mà mình dùng ít lắm, mỗi lần á mình xài xíu à. Nhiều khi hả, cả năm á xài cũng hết nữa đó. 4 triệu mà thằng Tám nó dám mua đó hả? Trời ơi thằng Tám tàn á, nó mua là phải rồi. Nó đi đóng phim mà là nó bị thương làm sao? Em nghe nói đâu á, nó đóng phim hành động không á. Anh yên tâm đi, em nè của thằng cháu của em á, nó ở trên Tây Nguyên á, ở tuốt ở trong rừng, ở tuốt ở trên núi luôn á. Nó đem xuống cho em bán, bảo đảm hàng thiệt. Cô ở dưới này mà cô làm gì có thằng cháu ở tuốt trên núi? Hồi nào giờ có nghe cô nhắc tới thằng cháu này đâu. Thằng cháu của em á, nó bị thất lạc lâu lắm rồi. Cháu thất lạc, lâu ngày gặp lại. Dạ. Cái điệp khúc này nghe quen quá à. Nè Tiết, đi coi thử cái Tiết. Ba cái mật này mà mày khăng khăng là mật thiệt, chất đáo chất để vô, chân mày kìa càng ngày càng bầm tím kìa, có hết đâu. Để tao thử tao coi cho mày sáng mắt ra nha. Trời đất ơi, mật gấu gì mà nghe mùi heo không vậy? Có nghe mùi gấu miếng nào đâu. Tám ơi là Tám, mày hửi đi Tám, mày hửi đi, nghe cái mùi heo không à? Đó mật heo đó chứ mật gấu gì. Không lẽ cô Hồng mà bán mật giả hả tía? Trời ơi chứ mật thiệt ở đâu bà Hồng mà có Tám hả? Mật gấu thiệt ở đâu? Bây giờ nhà nước người ta cấm nuôi gấu lấy mật nè, cấm cái sừng con tê giác nè, ở đâu có đó. Người ta đã thử nghiệm rồi, nó đã không có hiệu quả. Cô bác cái tuổi mua bán này nè, nó thổi phồng lên nó thế này thế khác, mày nghe lời mày mua đó mà chát vô đó có hết đâu. Thì bữa đầu á con đem về á thì con sức lên thì nó cũng nhẹ được chút xíu á tía. Tám ơi là Tám, đây nè, nó lấy cái mật heo phải không, rồi nó pha với ba cái thuốc giảm đau vô, rồi mày sức vô bữa đầu thì nó nhẹ đó, nó giảm đau đó, rồi mày càng sức vô nó càng tím kìa, mày càng sức nó càng tím kìa, mày thấy không? Ủa, đúng rồi tía, sao nó sưng sưng ở đây nè tía ơi. Sưng chứ sưng sưng như vậy. Trời ơi chết rồi, hèn chi càng sức sao nó càng sưng mà nó bầm lên nữa. Ủa tía tính đi đâu vậy? Tao đi qua bà Hồng nữa, tao điều tra con bà lấy ba cái mật gấu giả này ở đâu, thấy không? Rồi tao báo công an, chừng này tao cho bà tới số. Somewhere.
tội quá trời luôn. Lan rồi. Ủa bị gì mà khóc nức nở quá vậy? Này tại này nè. À, bán mật gấu đó hả? Nhưng mà không sao đâu, mới bán có người à, mới bán cho 8 không à. Chỗ quen biết, tôi đâu có nói gì đâu. Biết à, mai mốt tránh được rồi, con cháu gì đồng ác nhân thất đức. Anh mới biết chuyện đó con nữa à. Còn nữa, anh chưa có biết. Tại em ngu quá mà còn tham nữa nên mất hết mười mấy triệu rồi. Mất mười mấy triệu của em, thiên hà ngõ của em. Làm sao? Vậy nè. Chào chị, cho ly cà phê đen đá đi. Ôi, may quá anh ơi. May gì nhỉ? Anh ơi, phải hôm bữa anh muốn mua mật gấu đúng không? Chị có thật à? Dạ. Mà mua chứ, mà có nhiều ít? Ừ, có 4 ống. 4 ống à? Sao ít thế? Thật sự là tôi có 5 ống lận. Nhưng mà tôi bán cho người quen hết 1 ống rồi. Cho nên bây giờ còn có 4 ống à. Anh mua đỡ đi, khi nào cần á tôi lấy tiếp cho. À, mà chị vào thì lấy cho tôi xem thử, kiểm tra tí nhá. Coi là thật hay giả nhé, bây giờ dạ. Mật gấu nó kinh nè. Chút nha. À ok. Đây nè anh. Trời ơi, đây là mật gấu rừng nguyên chất, hàng rất là có giá trị. 4 ống này chị bán cho tôi 30 triệu nhá. Chị ít không bán à? À không không, bán hết luôn rồi anh. Anh mua đi anh. Dạ. À được, tôi mua nhá. Tôi đi vội không mang được, không mang tiền nhiều. Không sao đâu, anh về lấy đi, tôi giữ hàng cho anh rồi mai nữa quay lại lấy. Không không, bây giờ thế này, tôi đặt cọc cho chị 1 triệu nhá, rồi tôi sẽ viết giấy nợ cho chị. Chị giữ lại mật gấu cho tôi quay về nhà tôi lấy tiền quay lại mua nhá. Nhà tôi xa lắm, nãy thì vô tình có việc đi ngang đấy ghé vào thôi. Thì suy nghĩ gì đây. Ngày mai nếu tôi không đến thì 1 triệu này của chị. Còn nếu tôi đến mà chị không có hàng cho tôi thì chị phải để tôi 30 triệu đấy nhá. Ôi, suy nghĩ gì nữa. Hàng chị còn cầm trong tay đấy cơ mà. Ừ, cũng được. Chị bán được số hàng đó chưa? Được rồi. Vậy tiền đâu? Đưa liền cho tôi đi. Nhanh lên. Gọi uống cà phê chút bà. Sao chị? Khách mới đặt cọc à. Tôi gọi điện rồi, ta nói à, chiều người ta đem tiền tới rồi người ta lấy hàng luôn. Vậy là chị chưa bán được số hàng đó. Là chị trả lại hàng cho tôi đi. Có chỗ mới cũng hỏi tôi đang cần tiền. Tiền cũng cần mẫn gấp. Không được. Giờ mà đưa mật gấu là chiều mất tiêu 28 triệu tiền bồi thường. Chị ơi, vậy chị mua số hàng hết luôn đi. Chiều nay chị bán lại cho người ta. Rồi tiền hoa hồng á, tôi đến trả cho chị đầy đủ mà. Cũng có lý. Chiều lại, nó không có hàng mình mất 30. Giờ mua lại có 19 triệu hơn, còn có tiền công. Chiều nó ghé mua, mình cũng lời được 10 triệu. Lời quá rồi. Chị ơi, chị suy nghĩ gì mà lâu quá vậy? Không bán được thì trả hàng cho tôi đi. Tôi cần đi gấp. Được, tôi mua.
vậy á. Vậy là đâu phải con cháu gì của cô phải không? Lúc đầu cô nói con cháu lâu ngày gặp lại mà tôi thấy mua bán cái này kia nọ là tôi nghi rồi. Anh ơi, bác ơi rồi, bác ơi của em rồi, giờ sao giờ? Đi báo chính quyền đi. Em báo rồi. Đó, lần này rút kinh nghiệm nha, lần sau chừa đó. Không phân biệt cái hàng nào hàng thiệt, hàng nào hàng giả thì đừng có lấy về bán. Hay nữa là cái này nhà nước người ta đang cấm nè. Khách người ta mua đó, tiền mất tật mang, phải không? Chưa tới chính quyền người ta phát hiện được đó là cô cũng không có yên đâu. Anh hai. Ủa, cô Hồng mới tới hả? Dạ. Còn uống nước cô? Dạ. Nước đi, đâu đây? Dạ. Cảm ơn anh. Sao, qua đây có chuyện gì không? Em qua em gửi cái tiền mật giả cho thằng Thánh Tàng. Bắt được cái bọn lừa đảo rồi hả? Dạ bắt được rồi, bởi vì em mới có tiền gửi trả cho nó đó. Bởi vì tôi nói cô, cái bọn lừa đảo bây giờ nó tinh vi lắm nghe. Nó hay vô cái nông thôn này nè, nó thấy bà con nông dân mình á thật thà chân chất, nó lừa gạt đủ thứ chuyện hết trơn. Như cô á, cô đã bị lừa đảo rồi thì giờ cô rút kinh nghiệm rồi đi đâu đó gặp bà con mình thông báo cho bà con mình biết để người ta tránh. Dạ em biết rồi, cũng may á bắt được chứ thiệt á, em mất tiền này em không biết lấy tiền đâu rồi, xoay sở với hàng họ buôn bán nữa. Lời lớn đâu có nhiều anh biết rồi đó. Bởi vì cái tụi này nó ác lắm. Dạ. Không biết bà con nông dân mình đâu có tiền nhiều đâu, người có nhiêu tiền nó lừa đảo người ta hết tiền khổ. Uống nước đi. Dạ. Lúc kinh nghiệm nha. Cảm ơn anh hai. Chú hai, chú hai ơi, chú hai ơi, chú hai, chú hai, chú hai, chú hai, chú hai, chú hai. Thằng này nó làm cái gì mà như trời sập vậy mới. Cái gì tao? Lớn chuyện rồi chú hai. Chuyện gì? Chú nhớ cái chuyện mà ông Tửng ông giật cái dao của bà Hồng không? Rồi sao? Ông gọi ông xách cái dao đó về á, ông lùi anh ông mấy nhát đi làm cấp cứu rồi. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Cũng hên là bác sĩ đã cứu kịp á, giờ là qua cơn nguy kịch rồi. Trời ơi, thằng quỷ này thiệt tình chứ. Chú hai. Hả? Mà bây giờ nghe, cô Hồng bị công an mời lên xã rồi. Bà Hồng làm gì công an mời bà? Thì tại cái dao của ông Tửng đâm anh ông đó là cái dao của cô Hồng. Chuẩn bị tới chú hai bị mời giờ á. Tao làm gì mời tao? Tại cô Hồng có ký trong cái biên bản khai là ông Tửng vô giật cái dao có chú hai ngồi đó chứng kiến mà chú hai im ghe. Bác khai gì đó hả? Bà Hồng này tào lao à. Tao có la thằng Tửng một câu đó mày nhớ không? Con đâu có đâu nhớ. Đâu có mày đó đâu mày nhớ. Tao la Tửng mày không có làm bậy với mày. Tao có nói đàng hoàng. Vui cũng phải sống, buồn cũng phải sống. Vậy mình cứ chọn niềm vui đi hen. Nhưng mà tôi thấy từ hồi cái người ấy xuất hiện tới giờ cô vui nhiều hơn à. Anh kỳ quá. Cô Hồng. Trời ơi. Trời Phật ơi. Cái vụ gì vậy Tửng? Đánh lộn đánh lão ơi, mặt mày bầm tím anh chị mày. Nhưng mà ơi, thằng anh con á, nó giác cày, nó đánh con. Cũng may á, có nhiều người ở đó can ngăn, chứ còn không á, con bị đánh chết rồi. Anh em mày có chuyện gì hả? Lần này hả, con quyết không nhịn nó nữa. Ê! Tửng! Trả ra đây Tửng! Không có làm bậy nghe mày. Trong quán rất là nhiều người. Sao mà sao bà không khai? Bà khai mình tao là sao? Con đâu biết. Giờ chú hai muốn giải thích, theo con lên công an. Mắc cái gì tao phải theo mày lên công an? Lên để lấy lời khai. Chừng nào công an tao giết chết tao mời tao tao đi. Mày làm gì mày mời tao? Thì mình tự giác chú hai. Mày rảnh thì mày tự giác đi. Còn gia đình tao nè, đủ thứ chuyện trên đời, tao không có đi được. Chú hai đi đi, tự giác hơn phát giác chú hai. Chú hai, chú hai tự giác hơn phát giác luôn chú hai. Ủa gì mà mặt hầm 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 vậy? Ủa mà tôi nghe tiếng ai như tiếng thằng Tèo ngoài vậy không? Nó chứ ai vô đây? Mà có chuyện gì vậy? Tự nhiên qua đó rồi dẫn tôi lên công an xã. Dẫn ông lên công an xã? Chi trển? Cái vụ anh em của thằng Tửng đâm chém gì nhau đó. Ủa vậy hả?
Giờ bà Hồng bị công an triệu tập chính rồi đó. Ủa sao lại dính tới bà Hồng luôn hả? Con dao của bà. Vậy nói vậy không lẽ bà Hồng mới cho mượn dao hả? Tới bà nữa. Bà Hồng nào cho mượn dao? Bà Hồng bà đang ngồi bà gọt trái khóm đó, thì cái thằng Tấn á, nó mới chạy vô, nó thấy con dao, nó giật con dao, nó tóc, nó chạy về, nó đâm anh đó. Trời đất ơi, bởi vậy tao nói ghê quá thiệt á. Bây giờ hổm ra vậy nè, tôi cũng nghe chòm xóm tao nói á, bị gì á, hồi đó đó là tía má thằng Tấn á, khi chết á không có kịp viết di chúc để lại, cho nên á là cái lúc đó là anh thằng Tấn á là lớn, thằng Tửng nó còn nhỏ, cho nên anh á là quán xuyến hết tất cả mọi chuyện. Rồi bây giờ thằng Tửng nó lớn lên rồi, nó muốn là chia đất cho nó đặng nó bán lấy tiền, nó làm vốn mần ăn gì đó. Rồi đó là hai anh em không chịu mới cự nhau vậy á. Tụi này riết hết biết thiệt chứ, anh em ruột thịt trong nhà không mà chuyện gì nó cũng dám làm. Máu mủ ruột thịt cũng không bằng đồng tiền. Thiệt đạo đức con người bây giờ sao tôi thấy suy thoái. Chán lắm ông ơi. Cái chuyện mà tao nói anh em giành giật đánh nhau là chuyện bình thường, đổ máu là chuyện bình thường hen. Cũng vì tài sản, cũng vì đồng tiền đó. Dọc thứ mà mua quà tao sinh nhật cho tía không à. Mà cũng tính toán nữa mất mệt. Cái tính chứ, tía là tía của chung chứ bộ tía riêng của mình tao hả? Cái nào phải ra đó rõ ràng chứ. Thôi 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 thôi, anh đừng có nói gì nữa hết á. Ê ông hai. Hơi. Gì? Làm gì mà suy nghĩ gì đâm chiêu dữ vậy? Tôi đang suy nghĩ cái chuyện gia đình mình đó nè. Chuyện gia đình mình có gì đâu suy nghĩ. Mình có ba đứa con à, tôi với bà còn sống đây thì không nói gì. Mình già mình chết đi rồi, rồi không biết tụi nó có giống gì không. Ôi, ông lo xa quá. Con mình không có đến nỗi vậy đâu. Biết đâu được, vì đồng tiền làm cho con người mất đi lý trí. Má kìa. Má ơi. Má. Ờ. Ủa sao hai đứa đi chung vậy? Con mới vừa về tới đầu cổng á, gặp anh Bảy đi vô chung luôn á. Dạ, con kêu Tám về á má. Kêu nó về làm chi? Nó đang ở Sài Gòn đóng phim, kêu nó về làm gì? Về để lo chuyện nhà cửa mình. Má, nghe nói tiết lập di chúc hả má? Ờ. Má. Hả? Tí sắp đi hả má? Tía bị bệnh nan y hay sao? Tía giấu tụi cô vậy má? Dạ. Mày khùng vừa thôi. Tía mày có bị gì đâu? Ông mạnh như trâu mà. Trời đất ơi, làm con tưởng tía có chuyện gì. Hồi tối hôm qua không ngủ được luôn á. Con canh sáng sớm chạy về đây liền nè. Ủa vậy sao tía lập chi chút chi tía má? Tao không lo xa. Ông lập để sẵn, sợ khi tía má mất rồi á, rồi hai anh em bay dành gia tài rồi xào xáo mất đoàn kết. Má, di chúc chút tí gì sao vậy? Tao đâu biết. Ông âm thầm làm việc với luật sư chứ ông đâu có nói. Ủa mà má hỏi làm sao mà tí không nói má? Ờ thì tao có hỏi nhưng mà... Trời Phật thánh thần thiên địa ơi, sáng sớm ta đọc báo bà lãng qua quần tới quần lui. Ủa đi chi mà đảo tới đảo lui quần hoài vậy? Không mỏi giờ à? Mỏi chứ, mỏi lắm luôn á. Ừ. Nhưng mà cũng phải ráng. Ủa ráng chi vậy? Ráng để coi thử ông còn nhớ cái sự hiện diện của tôi trong ngôi nhà này không chứ. Trời ơi. Sợ ông quên mất. Nhà này ai dám quên bà. Bà là thủ quỷ mà. Bà là người phát lương mà. Quên bà tiện đâu uống cà phê. Ủa? Nhớ phải không? Vậy tại sao viết di chúc mà không cho tôi biết? Trời đất ơi, chừng nào ta công bố thì biết chứ gì. Chừng nào công bố? Thì nào đúng lúc tới thời điểm tôi công bố.
chừng nào tới thời điểm? Thì chừng đó bà biết. Đó, ông nói vậy đó. Trời ơi, vậy là xong rồi. Vậy là chắc anh em mình mà hỏi á, tía cũng không trả lời đâu. Thì bởi vậy, anh mới kêu mày về đây suy nghĩ phụ anh nè. Làm gì kỳ lắm không? Mình tía mà biết được vậy hả? Tía tưởng đâu anh em mình nó có ý đồ gì giành giật tài sản của tía rồi sao? Trời, ý đồ gì? Thì mình coi cho biết thôi chứ bộ. Kiếm nãy giờ muốn nát cái nhà luôn rồi mà không thấy gì hết trơn anh Bảy ơi. Có nào tí không để ở nhà ông ta? À, không chừng tía đem qua văn phòng của luật sư rồi đó. Giảm lắm mà nha. Tám, phải ông này không? Nhìn ổng á. Đi. Hey! 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 Ôi! 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 Nè, nè, nè. Mấy người tính làm gì? Làm gì? Tôi có vợ nha. Vợ đó. Luật sư. Ờ. Chánh nghĩa. Ờ. Đúng rồi. Đúng rồi. Không nói nhiều. Có việc quan trọng. Hả? Quan trọng? Chuyện này ảnh hưởng cả một cá nhân, một cá thể, một tương lai sự nghiệp, thậm chí cả một xã hội này luôn đó. Ừ. Nhưng mà tôi đâu có ảnh hưởng gì đến tôi đâu. Vô. Ê! Không có gì! Ê! Mày làm gì vậy? Ê! Trời ơi! Ê! Cứu! Cứu! Nhân viên làm gì? Tôi nói tôi có vỏ mà. Vỏ này không có tiền nhưng mà lấy đi. Không thèm. Ê! Dạ em xin chào anh luật sư. Dạ em xin lỗi anh luật sư. Dạ là sao? Dạ chuyện là như vậy. Dạ sao? Mày mà lại. Dạ tụi em là con của ông Hai Lúa đó. Nói chung là không có làm gì để cho anh lo sợ đâu, yên tâm ha. Sợ muốn chết vậy thôi. Dạ tụi em hơi đường bột chút xíu. Cái gì đường bột? Dạ đường đột. Theo mà tình hình mà tôi thấy được tôi bị trong người trong cổ như vậy á là tôi thấy mà anh đang bắt cóc tôi. Và theo bộ luật hình sự điều 153. Anh luật sư. Dạ tại vì anh em của tụi em á lo cái chuyện quan trọng này quá cho nên hơi nóng ruột rồi làm luật sư hơi tổn hại tinh thần chút xíu, luật sư bỏ qua nha. Trời không chết luôn, hơi lo sợ gì. Dạ, không sao. Mà mấy anh là con Hai Lúa đúng không? Dạ. Dạ. Nể tình thân chủ vì tôi bỏ qua cho đó. Dạ cảm ơn. Mà bây giờ dạ mà bây giờ mà anh muốn gì? Dạ anh luật sư, có phải tía em nhờ anh làm cái bản di chúc đúng không? Đúng rồi. Dạ tụi em muốn biết là trong bản di chúc đó tía em ghi gì vậy? Đúng rồi luật sư. Di chúc. Dạ. Biết. Dạ. Ông nói sớm. Quỷ sứ. Tao hết hồn nãy giờ. Dạ. Dạ. Thì trong bản di chúc đó tía em ghi gì nói nghe chơi anh. Nói không được. Vậy mình nói không được thì mình ghi đi. Đúng rồi. Mà ghi cũng không được. Thôi bây giờ là cho nghĩa sơ sơ cũng được nữa. Ơi, đúng rồi. Mình nghĩa mà đơn giản thôi mà. Nhưng mà nghĩa cũng không được đâu. Vô phải ê, ê, gì vậy? Vô phải thôi nha ông luật sư. Ông đừng nghĩ nãy giờ tôi năn nỉ rồi ông lên mặt nha. Cái gì cũng không là sao? Có đâu. Cái gì cũng không được. Nè. Tôi có vỏ nghe chưa? Tôi quất một đòn tôi cho ông nhựa như tương đó nghe. Biết chưa? À.
Đến phút này rồi, theo bộ luật hình sự, những người mà bắt cóc người khác là sẽ phạm tội. Tào lao. Ê! Thôi, má nghĩ vậy nè, hai anh em tụi con á, bỏ cái ý định đó đi. Tía bay ổng muốn giết Di Chúc thì ổng giết cái gì kệ ổng. Anh Bảy, còn cách này, còn cách nữa hả? Nhưng mà má phải tiếp tay với anh em mình mới được. Thôi nha, không được nha. Trời ơi, không có lôi kéo tao vô nghe. Trời ơi, mắc công rồi tía bay tưởng là má bày đầu. Ông chửi tao chết à. Bộ má không có tò mò hả? Không. Mà má nghĩ tía bay cũng có lý. Ông giết Di Chúc mà ông không muốn cho coi á, là chắc ông cũng có lý do của ông. Ông á, là ông giết á, là chắc cũng là chia phần ít phần nhiều gì đó. Cho nên ông sợ rồi hai anh em bay coi, rồi là phân bì nhau, rồi gây với nhau sao? Má nói đúng. Tí làm cái gì cũng có lý do của tí. Nhiều khi á, tí có bà bồ nhí nào đó, rồi trong tờ giấy chúc đó, tí cũng chia cổ cho bà đó, rồi vô tình má coi, má phân bì như sao? Đúng không? Má, rồi vậy má có tò mò không? Có. Đó, vậy thì má phải tiếp tay con trong chuyện này đi. Tụi con hứa là tụi con chỉ coi thôi chứ không có phân bì gì đâu. Hứa nha, hứa là không có phân bì, coi như là má giúp nhưng mà má không có dính dáng gì trong vụ này nha. Dạ đúng rồi, má không dính le dáng gì á. Dạ. Hai đứa con thôi. Dạ. Ờ, vậy nói đi. Rồi, bây giờ má có nhớ người xưa có câu là anh hùng khó vượt quải mỹ nhân chưa? Có, câu này có nghe. Đó, thì bây giờ má dùng mỹ nhân kế đi. Ờ, mỹ nhân, ai là mỹ nhân? Thì má chứ ai. Chứ không để tụi con. Má mỹ nhân hả? Dạ, trời ơi. Được không? Được. Má cũng bén lắm chứ bộ. Ủa, ai là anh hùng? Thì tí con. Em có mua món trái cây mà hai vợ chồng mình thích nè. Ngon lắm á. Giờ mình kêu A đi. Em rút mình ăn. A. 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 Tí nữa nha mình. A. 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 Làm gì vậy? Mà thấy trong người bà có gì lạ không? Không, em bình thường mà. Thiệt không? Thiệt. Ủa sao tự nhiên mình nhìn tay mình chi vậy? Da gà, da vịt gì nó nổi lên đó chứ. Đâu em coi. Ủa gì vậy? Đi đâu hả? Đi với tôi. Đi đâu? Đi khám bệnh. Đâu có bệnh gì đâu khám. Bà bệnh nặng lắm rồi đó. Không có bệnh. Tụi biểu đi với tôi. Không, hai lúa thả ra. Hai lúa thả ra, tôi không có bệnh gì hết. Thả ra hai lúa. Ây 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 ây, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế. Vậy là cách nó cũng không được luôn hả má? Không. Thôi má bỏ cuộc á. Không dễ gì mà lai động được tía bay đâu. Trời ơi, ông còn lôi má, ông bắt má đi khám bệnh. Lên khám tổng quát rồi nó rút nguyên ống máu luôn, muốn xỉu luôn á. Hay là má không phải là mỹ nhân? Mày có phải con tao không mấy con? Mày đưa tao lên rồi mày đạp tao xuống cái đùi vậy? Mà giờ suy nghĩ lại rồi, giờ tí không muốn cho mình biết thì thôi đi. Giờ giả tỷ bây giờ biết rồi có thay đổi được gì đâu. Con thấy đúng rồi đó má. Để biết rồi mất công rồi, gia đình xào xáo rồi nữa. Thôi, ngày mai lên Sài Gòn. Vậy là hai anh em mới quyết định nghĩ vậy phải không? Ừ, dậy đi. Tía. Tía mới về. Ngồi giấy tờ gì vậy?
cái mà mấy mẹ con bà muốn coi đó, coi đi. Sao, sao tía biết tụi con muốn coi vậy tía? Trời, hôm nay làm đủ trò hết, sao không biết? Mấy đứa con tôi đó làm phiền chú hả? Dạ hai đứa con chú á, hỏi con về bản di chúc. Rồi chú có nói không? Dĩ nhiên là không rồi. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, với lại lương tâm nghề nghiệp của mình, con phải giữ kín quyền riêng tư của thân chủ mình. Bởi vì con là luật sư chánh nghĩa mà. Bà coi đi, rồi bà đọc nó lớn lên cho tụi nó nghe. Dạ, con cũng không có cần gì đâu, chỉ cần tía má sống mạnh khỏe bên con á, bên mấy chị em con là con vui rồi. Dạ, con không có cần gì đâu tía ơi. Như vậy mới đúng là vợ, là con của hai lúa chứ.